Xin chào quý bạn. Hôm nay điện máy xong anh sẽ giới thiệu nhanh với các bạn cái máy gieo hạt 16 mỏ có tấm ốp inox và khung thép. Thì như các bạn đã thấy trên hình thì ở đây tôi sẽ không lắp máy vào hoàn chỉnh bởi vì là cái cơ cấu lắp máy các thứ nó giống những cái dòng trước mà tôi giới thiệu. Đó. Tôi chỉ nói những cái gọi là đặc điểm mà nó được cải tiến hơn so với những cái dòng trước đây thôi. Thứ nhất, chúng ta cũng nhìn vừa vào nhìn thấy là chúng ta đã thấy là nó có thêm một tấm ốp bằng inox để tránh cái việc va đập khi chúng ta gieo. Lăn trúng đá là ngày xưa nó rất hay có cái tình trạng là bị vỡ cái nhựa này. Nhựa này bây giờ nó sửa thành cái nhựa cứng, nhựa đục, nhựa cứng. Nó đã tăng độ cứng rồi và bây giờ nó ốp thêm một cả những cái viền inox này nữa thì cái độ chắc chắn của nó sẽ tăng lên rất là cao. Ngoài ra mỏ của nó cũng bằng inox nhá. Mỏ của nó là làm hoàn toàn inox luôn. Đó. Đây là loại 16 mỏ. Thì cho ra khoảng cách ngắn nhất hạt cách hạt là 11 cm. Ngoài ra nó cũng có thể thay được lên những cái khoảng cách như là 13, 16, 18, 20, 24 và 28. Ở đây các bạn có thể thấy này, nó có một cái lẫy để chúng ta kéo lùi. Kéo lùi nó không kéo lùi được để chúng ta chuyển hàng nó tiện hơn. Và trong quá trình kéo lùi thì mỏ nó sẽ không mở ra, chỉ có đẩy tiến thôi. Mở tấm này đều là bằng thép. Ngoài ra thì chúng ta đi về bên sườn trong này của máy thì các bạn có thể nhìn thấy này. Thì ngoài cái việc tấm ốp bằng thép ra thì chúng ta có thể vẫn thay được những cái sàng gieo hạt. Đó, thay được những cái sàng. Bởi vì cái này nó là làm rỗng nên chúng ta chỉ cần thay cho nó vào cái đúng cái ô trống này là chúng ta có thể thay được. Đó. Còn bác nào mà chưa biết lắp thì ở trong máy nó đã có một cái tấm cái ảnh này thì các bác nhìn cái là thay được luôn. Còn một điều nữa là ngoài nếu mà cái mỏ này hiện tại là cái độ sâu khi mà nó cắm xuống nó là 7 cm, thì bác nào mà thấy nó sâu quá mà nó khó lên hạt thì bác có thể lắp thêm cái miếng gọi là giảm khoảng cách và cũng kiêm luôn là bảo vệ, nó đi theo máy hết, tất cả phụ kiện thay khoảng cách nó cũng đi theo máy hết. Đó cái này lắp nó đây, các bạn nhìn này, đây là mỏ cái tôi đã lắp và cái này không lắp này. Đó, còn bác nào muốn thay khoảng cách thì các bạn để ý nhá, nó có một cái mũi tên thì chúng ta ở đây có ốc thì chúng ta tháo ra thôi. Còn cái video hướng dẫn thay thì các bạn search trên YouTube cũng có. Đó, cái này đầy đủ hết phụ kiện này. Ngoài ra thì nó cũng đầy đủ hết những miếng thay, miếng tăng khoảng cách này, những cái sàng gieo hạt này và phụ kiện để chúng ta lắp đầy đủ máy. Đó, đây là cái thùng của nó này. Bên trong chúng ta vẫn có một quả lô cân bằng và điều chỉnh hướng này, hai thanh tay cầm này và những miếng tăng khoảng cách. Đó, cơ bản cái máy này những cái tiến bộ của nó chủ yếu là để bảo vệ phần máy là chính thôi và tăng cái độ bền khi chúng ta sử dụng. Đó, nó không như những cái dòng máy trước đây thì nó nhìn nó có vẻ không chắc mấy. Đó, đây còn hình của máy thì đây, bác nào muốn xem hình của máy thì thực ra chúng ta nhìn đây chúng ta có thể lắp được y như trong máy này rồi này. Đó. Rồi. Video này tôi chỉ giới thiệu qua cái máy thôi. Còn video thực tế thì các bác có thể theo dõi kênh của chúng tôi để xem những video thực tế của máy hơn. Rồi. Máy là 16 mỏ, có thể thay xuống 12, 10, 9, 8, 7, 6. Đó là những cái kích cỡ thay mà chúng ta có thể thay được. Thì tương tự là cái khoảng cách nó sẽ tăng dần. Rồi, giờ bác nào mà có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ theo cái số điện thoại hiện trên màn hình, hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo của số điện thoại đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.